Một ngày thu thật nhiều tâm sự phải không nào mọi người? Trận thua 1-3 trước Medellin rạng sáng nay đã kết thúc hành trình của Sài Gòn Buffalo, hạt giống số 2 của VCS tại chung kết thế giới, để lại nơi người hâm mộ nhiều nỗi buồn, nhiều tiếc nuối. Nhưng xét về vị thế, thực lực và sức mạnh của các cá nhân, rõ ràng Medellin đều vượt xa so với đại diện của chúng ta, do đó thất bại thực ra không phải là điều quá khó hiểu. Phần nào Sài Gòn Buffalo cũng đã làm tốt sứ mệnh bảo vệ vị thế khu vực, không để chúng ta thua sút so với các đại diện yếu hơn và cố gắng thể hiện tối đa trước các đội tuyển lớn. Do đó ngày hôm nay, để sẽ chia những muộn phiền khó tránh, tôi sẽ cùng với mọi người, những anh em yêu thích Sài Gòn Buffalo, theo dõi đại diện Việt Nam thi đấu, nhìn lại một hành trình thực ra không quá suôn sẻ của Sài Gòn Buffalo đến với giải đấu lớn nhất trong năm này nhé. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe cũng như để lại các bình luận góp ý cho Lua ở bên dưới. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu video thôi nào. Năm nay, Gam Esports và Sài Gòn Buffalo đại diện Việt Nam đến với chung kết thế giới trong sự chờ mong của người hâm mộ nước nhà và bạn bè quốc tế, bởi đã qua 3 năm kể từ lần cuối chúng ta có mặt tại sân chơi này. Với Sài Gòn Buffalo, tuy đến với giải đấu với vị thế chỉ là hạt giống số 2 khu vực VCS, nhưng họ lại rất được chú ý bởi ấn tượng của người theo dõi các giải quốc tế dành cho đội này là không hề ít hơn so với Gam. Đó là một phần nhờ vào việc trong quá khứ, những tiền thân của Buffalo như Young Generation hay Phong Vũ Buffalo cũng đã có những màn trình diễn tương đối đáng nhớ ở những đấu trường danh giá. Mặt khác, Sài Gòn Buffalo cũng là đại diện của Việt Nam thi đấu tại Mid-Season Invitational năm nay và gây được tiếng vang với màn thể hiện mang đậm sức trẻ và dấu ấn khu vực. Đến nay, khi tiếp tục trở lại một giải đấu nữa của năm 2022, Sài Gòn Buffalo vẫn là đội tuyển có tuổi đời trung bình của tuyển thủ trẻ nhất. Điều này cũng phản ánh rằng đây là lứa tuyển thủ mà VCS chúng ta có thể gửi gắm hy vọng rất nhiều trong tương lai gần, cũng là một căn cứ để người hâm mộ nghiệm chứng sức mạnh của khu vực sau nhiều năm vắng bóng. Tuy vậy, hành trình đến với chung kết thế giới của Ren và những người học trò cũng không dễ dàng, từ những trận đấu đầu tiên sau khi trở về từ MSI 2022 đến khó khăn trong từng loạt BO5 playoff mùa hè và quá trình xin visa đầy những rủi ro. Cuối cùng họ vẫn có mặt ở đây, tại đấu trường danh giá này để một lần nữa mang hình ảnh VCS, dấu ấn VCS và nhiệt huyết của VCS đến với bạn bè khu vực. Dù rằng cuối cùng Buffalo của chúng ta vẫn không thể vượt qua được vòng khởi động, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, chặng đường của họ cũng đã thật dài, thật đáng nhớ và chứa đầy những điều ý nghĩa với tập thể Buffalo và cả những người luôn theo dõi mỗi bước đi của họ. Vào mùa xuân, dù chỉ là á quân của giải đấu VCS, Buffalo vẫn có cơ hội được thi đấu tại đấu trường Liên minh huyền thoại lớn thứ hai trong năm là Mid-Season Invitational. Đây cũng chính là giải đấu đầu tiên sau khoảng 2 năm Việt Nam chúng ta không được cọ sát với quốc tế. Đại diện lại đi với vị thế chỉ là á quân quốc nội. Không khó hiểu khi bầy trâu đỏ bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn cả những đội khu vực yếu hơn như DFM của LGL. Thế nhưng ngài Ren cùng những người học trò vẫn làm đúng những kỳ vọng của khán giả nhà khi thành công lọt vào top 6 MSI để lấy về cho VCS 2 vé tham dự giải đấu quốc tế lớn nhất. Quan trọng hơn, những màn thể hiện của họ trước những đội tuyển lớn như T1, ANG, G2 vẫn là vô cùng ấn tượng. Điều này để chứng minh với thế giới rằng, dù đã vắng bóng 2 năm, VCS vẫn luôn giữ vững với vị thế là một trong 6 khu vực lớn của Liên minh huyền thoại thế giới. Cũng từ đây, người ta biết đến Sài Gòn Buffalo, biết đến những tuyển thủ của họ nhiều hơn. Trở về với giải quốc nội, những khó khăn về thích ứng và sự mạnh lên rõ nét của các đội tuyển khác khiến Buffalo có những bước đầu chệch choạc. Họ cùng đương kim vô địch giải đấu là Gam Esports đã có những thời điểm tụt xuống cuối bảng xếp hạng với liên tục 3 trận thất bại. Nhưng Ren và những người học trò cũng không mất nhiều thời gian để sắp đặt lại trật tự của bảng xếp hạng VCS. Họ càng đánh càng tìm lại chính mình và nhanh chóng trở lại vị trí thứ 3 sau khi giai đoạn vòng bảng kết thúc. Đường dài mới biết ngựa hay, Buffalo giành chiến thắng hủy diệt trước thế lực nhà giàu mới nổi Team Secret, sau đó cũng có chiến thắng ý nghĩa trước Gam Esports sau năm ván đấu căng thẳng để có cho mình tấm vé đầu tiên đến với giải đấu chung kết thế giới. Tuy rằng thất bại trong lần tái ngộ tại chung kết tổng, Sài Gòn Buffalo vẫn có được cơ hội một lần nữa xuất hiện tại quốc tế tại vòng khởi động. Họ thực chất vẫn bị hoài nghi rất nhiều bởi thực lực của VCS vẫn chưa được kiểm chứng nhiều trong những giải đấu quốc tế gần đây. Thậm chí trên nhiều diễn đàn quốc tế, cộng đồng còn đánh giá Sài Gòn Buffalo dưới màu những Isurus hay Istanbul Wildcats. Hành trình quốc nội gian nan một thì công cuộc xin visa đến với xứ sở cờ hoa của bầy trâu đỏ khiến người hâm mộ lo lắng 10. Ngay trước thềm vòng khởi động, rất nhiều thông tin được truyền tới người hâm mộ nước nhà về khó khăn của Buffalo và cả Gam trong quá trình xin visa đến Mỹ. Cho đến ngày 15 tháng 9, khi còn cách play-in đâu đó chục ngày, thông tin vẫn là Buffalo mới chỉ có 3 cá nhân vượt qua vòng phỏng vấn. Những người còn bỏ ngỏ cơ hội visa đều là những nhân tố chủ chốt nhất trong đội hình như Ren, Sogun, Binzai. Nhiều thông tin từ cả bên Riot, Gam Esports và Buffalo khiến người xem luôn trong trạng thái lo lắng. Cơ hội trở lại sân chơi quốc tế bấy giờ không ai dám nói trước, thậm chí đã có lúc người hâm mộ đặt ra những giả thuyết đầy tính rủi ro. Cũng có những thông tin cho biết VCS và Riot đã đề phòng cả phương án mượn tuyển thủ quốc nội khác và Team Secret cũng đã phải tham gia phỏng vấn visa chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy ra với hai đại diện VCS của chúng ta. Nhưng cuối cùng, sau những cơn mưa thì trời lại sáng.
Mãi đến ngày 23 tháng 9, tin vui về với con dân Liên minh Huyền thoại Việt Nam khi cả Gam Esports và Sài Gòn Buffalo đều đã có được visa cho đội hình mạnh nhất đến với giải đấu chung kết thế giới. Sài Gòn Buffalo cũng là đội tuyển play-in cuối cùng đặt chân đến Mexico sau những giờ bay gần như nguyên nửa vòng trái đất. Điều này cũng khiến cộng đồng vỡ òa trong niềm vui hân hoan, trong niềm vui VCS một lần nữa được đến với sân chơi lớn, một lần nữa tuyển thủ và người hâm mộ nước nhà được cháy hết mình tại giải đấu quốc tế. Trừng quỹ những tháng ngày gian lao, Sài Gòn Buffalo cũng không khiến người hâm mộ nước nhà phải thất vọng. Rơi vào một bảng đấu có sự xuất hiện của Hàn, Trung, châu Âu, Buffalo cũng đã làm đúng với vị thế khu vực là chiến thắng thuyết phục trước các đội yếu và thể hiện hết sức trước những đối thủ mạnh hơn. Sức mạnh của họ cũng được thế giới lần nữa nghiệm chứng và cho thấy một sự thật rõ ràng, VCS vẫn là một trong 6 khu vực lớn và sức mạnh vẫn còn đỏ cho đến hôm nay chứ không hề thua kém ngoài cạc. Nhân tố được chú ý nhất trong đội hình Sài Gòn Buffalo không ai khác chính là anh chàng xạ thủ trẻ sinh năm 2004, Sogun, với màn thể hiện kỹ năng cá nhân với nhiều những AD carry vô cùng uy tín. Dù trận thắng hay thua, người hâm mộ vẫn luôn được thấy một phong thái tự tin, bình tĩnh của anh trong mọi tình huống. Cú pentakill đầu tiên của anh tại giải quốc tế cũng là pentakill đầu tiên của VCS tại chung kết thế giới, giống như một lời khẳng định rõ ràng về sự hiện hữu của VCS, tương quan sức mạnh cũng chưa từng đổi thay của chúng ta. Sau bao năm trở lại, giữ nguyên vị thế của bản thân như trước cũng là điều khán giả mong chờ nhất ở Buffalo. Lứa trẻ của Buffalo lần kế tiếp ra một sân chơi lớn, họ đã có những pha xử lý mang đậm tính chất cống hiến. Dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện, đây vẫn luôn là điều mà người ta mong chờ. Giao tranh mãn nhãn, không ngại xử lý cá nhân với cả những khu vực mạnh, cho thấy rõ điều mà Ren đã từng khẳng định, người Việt Nam mình không có dở. Thật vậy, không kể đến những trận thắng trước Istanbul Wildcats hay Usurot, những pha xử lý kỹ năng giao tranh tổng của Sài Gòn Buffalo trước các đội lớn như ANG MacLean đã khiến thế giới có nhiều ấn tượng sâu sắc. Sài Gòn Buffalo thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu, trong những tiếng vỗ tay và mong đợi của cộng đồng quốc tế. Trên các diễn đàn quốc tế cũng không ít những người theo dõi và cổ vũ đội tuyển của chúng ta, gọi Buffalo như một luồng gió mới, một dấu ấn đặc biệt của chung kết thế giới năm nay, đập tan những hoài nghi của thế giới trước khi vòng khởi động bắt đầu. Họ tiến vào loạt BO5 gặp đại diện hạt giống số 4 châu Âu, MacLean. Gặp gỡ bay sư tử trời Âu trong loạt BO5 dài hơi, có lẽ người hâm mộ sớm đã ngầm biết kết quả dựa trên vị thế và thực lực của cả hai khi tới với đấu trường này. Phải khẳng định lần nữa, MacLean vẫn là một đội tuyển rất mạnh và là thuốc thử phù hợp cho đại diện nước nhà. Trong xuyên suốt 4 ván đấu, chúng ta vẫn đâu đó có thiếu sót so với đội bạn, một đại diện nằm trong top 4 những khu vực mạnh nhất về mặt di chuyển, kiểm soát, sự bình tĩnh của từng cá nhân. Tại ván đấu đầu tiên, một chút rướng trong những tình huống then chốt khiến chúng ta tuột ván đấu khỏi tay. Ván đấu thứ hai, con bài tẩy ven đường trên được Hasmet mang ra khiến MacLean không trở tay được, mang về chiến thắng chóng vánh cho Buffalo chỉ sau 24 phút. Đây cũng là ván thắng mang nhiều tính chất bất ngờ, vốn là điều người ta mong chờ mỗi lần VCS ra thế giới. Ván đấu thứ ba, đơn giản giống như hiệu ứng domino, một tình tiết quyết định sai lầm đã khiến chúng ta phải trả giá bằng cả ván đấu. Đến ván đấu cuối cùng khi không còn gì để mất, Buffalo cũng trình làng lối chơi cực kỳ phóng khoáng. Họ cũng đã có những giao tranh không tưởng và ngỡ như đứng trước cơ hội lật lại. Cuối cùng, bản lĩnh của MacLean, một đội tuyển lớn với những cá nhân vốn đã có nhiều kinh nghiệm, là yếu tố giúp họ chiến thắng. Hành trình kỳ diệu, giấc mơ về một Sài Gòn Buffalo, VCS lần đầu vượt qua vòng bảng cũng chấm dứt trong khoảnh khắc đó. Nếu như ván đấu thứ ba ta trách càng nhiều thì khi kết thúc loạt BO5, thứ động lại trong người hâm mộ lại là những tiếc nuối xót xa. Nhiều khi chỉ là những tình huống nhỏ, thiếu đi một chút bình tĩnh, bớt đi một chút nóng vội, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng cuộc sống mà, nhất là với trò chơi như Liên minh Huyền thoại, một chút thôi có lẽ đã là rất khác. Sự thật chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng Sài Gòn Buffalo đã dừng lại hành trình chung kết thế giới tại đây. Sẽ phải chờ thêm những năm về sau, về hy vọng VCS vượt qua được vòng khởi động. Không vượt qua vòng khởi động cũng chỉ giành 2 chiến thắng trước 2 đội được đánh giá là cửa dưới. Nhiều người hà khắc cho rằng Sài Gòn Buffalo và VCS bao năm rồi không khá lên được, không có vị gì đặc biệt. Nhưng nhìn nhận lại, chúng ta cũng phải biết đây là thời điểm đầu tiên VCS trở lại và mang đến những nhân tố hoàn toàn mới đi chung kết thế giới, khởi đầu gần như là từ con số 0 với mặt bằng chung. Do đó, mỗi trận đấu mang nhiều tính chất nghiệm chứng, rút ra những bài học cho tương lai nhiều hơn là những lời chỉ trích. Nhìn nhận khách quan, đúng là vẫn còn thiếu sót trong lối chơi chung của khu vực. Chúng ta luôn thiếu đi sự tính toán trong mỗi tình huống xử lý, ra quyết định, cũng thiếu đi sự cân nhắc trong những thời khắc then chốt. Điều này khiến cho kỹ năng đi đường và xử lý giao tranh của chúng ta nhiều khi không tệ, nhưng một vài những pha thi đấu nhỏ nhặt không cần thiết khiến rốt cuộc chúng ta vẫn phải thất bại trong nỗi tiếc. Công tâm nhìn lại, Sài Gòn Buffalo đến với kỳ chung kết thế giới đã nhận được những món quà ý nghĩa về cả giá trị tinh thần và chuyên môn. Trước tiên, lứa tuyển thủ trẻ của chúng ta có cơ hội lần đầu thử sức tại sân chơi lớn nhất thế giới. Đây là một thành công lớn của Ren và Buffalo trong suốt những năm tháng rèn quân vừa qua, đào tạo lứa trẻ mới thay thế lớp tuyển thủ đã cũ như No Way, Optimus, Slay Stark trong quá khứ.
với tuổi đời tuổi nghề còn trẻ, tin rằng tương lai phát triển sự nghiệp của những Shogun, Taki, Binjai vẫn còn rất rộng mở và đây có thể là bàn đạp để họ tiến xa hơn về vị thế cá nhân trong tương lai. Thứ hai, VZ và người hâm mộ được nhìn nhận kỹ về vị thế của chính mình so với quốc tế. Nếu như EG, Fnatic vẫn để thua những BO1 rủi ro, chúng ta cũng đã không để thua bất kỳ trận đấu nào trước các đối thủ cửa dưới. Đó vẫn là một điều thật đáng trân trọng. Những màn thể hiện với các đội nhóm trên cũng có nhiều đột biến. Thứ ba, nhìn nhận được những nhược điểm vốn có. Rõ ràng kỹ năng của chúng ta cùng chiến thuật và tư duy vẫn thua so với các khu vực lớn nhiều phần. Đây là vấn đề mà những ban huấn luyện của các đội tuyển cũng cần xem xét khắc phục và uốn nắn những mầm non tương lai. Trong giai đoạn vừa qua cũng đã có những trận đấu mà kỹ năng chúng ta xử lý không nhiều thua thiệt, nhưng như đã nói, sự bình tĩnh và thận trọng luôn là điều ta còn thiếu. Tuy không thể giành chiến thắng nhưng cũng phải khẳng định thêm lần nữa là Buffalo từ MSI tới chung kết thế giới vẫn làm đúng vai trò vị thế của họ khi đến với các giải đấu này. Việc ngay lập tức làm nên chuyện lớn trong lần đầu trở lại rõ ràng không phải là dễ. Thể hiện ổn và giữ nguyên vị thế tại kỳ chung kết thế giới này đã là một điểm tích cực để cho thấy những năm về sau chúng ta vẫn còn có những cơ hội phát triển thêm. Vì thế, nếu bạn là người hâm mộ Liên minh Huyền thoại Việt Nam đang xem video này, xin hãy dịu dàng và trân quý những đóng góp của Sài Gòn Buffalo tại giải đấu mà rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội trở lại. Hãy bớt đi những câu nói không mang tính chất đóng góp và mang tính công kích cá nhân đi nhé, một bộ phận không thiện lành. Hành trình tại chung kết thế giới của Sài Gòn Buffalo đã dừng lại, nhưng con đường trước mắt chưa phải là đã tận. Buffalo vẫn là một đội tuyển trẻ và còn đó một tương lai có thể phát triển thêm. Thất bại hôm nay cũng là hạt mầm ươm những hy vọng mới, những cơ hội mới trong những năm sau của Liên minh Huyền thoại Việt Nam, của thể thao điện tử Việt Nam. Trong lần trở lại với biết bao hoài nghi, biết bao thử thách, những cố gắng đến phút cuối cùng của Buffalo vẫn rất đáng được trân trọng. Chúng tôi, những người yêu mến Sài Gòn Buffalo, yêu mến Liên minh Huyền thoại Việt Nam, xin cảm ơn và dành sự biết ơn trân trọng đến những nỗ lực và đóng góp của Buffalo trong suốt những ngày thi đấu vừa qua, để một lần nữa thế giới không quên VCS. Không quên dù đã nhiều năm trôi qua, bản đồ Liên minh Huyền thoại thế giới vẫn còn đó một khu vực với những dấu ấn rất riêng. Sài Gòn Buffalo, các bạn đã rất nỗ lực, về nhà thôi. Còn bạn thì sao? Có đang buồn, có đang tiếc và có trống vắng và cả đợi mong sau thất bại của Buffalo và hành trình rất dài vừa qua của họ hay không? Hãy chia sẻ cùng Lu ở bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh Hoàng Luân để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào trong thời gian sắp tới. Nếu như các bạn có bất kỳ ý tưởng nội dung gì, đừng ngần ngại nêu chúng ra ở phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe các đóng góp ý kiến. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.